mọi người luôn nha. Chào mừng mấy bà đã quay trở lại với kênh của tôi nè, kênh VV Official đó. Thì hôm nay bà V lại tiếp tục chơi game Life Together cho mấy bà xem. Yeah. Hôm nay nha, bà V đã để dành được rất là nhiều tiền rồi, nên mình sẽ mua một bộ đồ xanh lè xanh lét cực kỳ cute trong game luôn, để mình đi học trong vị trường đó, đi học để mình khoe nguyên bộ đồ của mình nó đẹp là đẹp như thế nào mọi người. Ok là bây giờ mình vô game thôi chị em ơi. Nhưng mà trước khi vô game á thì mọi người hãy nhấn liền cho bà V cái nút đăng ký màu đỏ đỏ nha, để ủng hộ tôi đạt được 100.000 subscribe và nhận thêm cái nút vàng thứ ba của tôi. Quá là xịn sò luôn, cảm ơn tất cả mọi người. Ok bây giờ mình vô thôi, vô thôi. Wow, đó bà V đã trở lại với mọi người rồi đây. Thì hôm nay bà V vô cái là cái bộ đồ cũ xì, đó là bộ đồ màu đỏ banner của tôi gắn thêm cái anh cục gì trên đầu đó mọi người. Nên hôm nay mình sẽ đi thay đồ chứ không gì chưa đó. Bây giờ bà V sẽ trở về nhà V và đi mua sắm thôi. Mình đứng đây mình mua sắm luôn đi mọi người đó. Mình đứng ngay cái Slay Cool mình mua sắm đi. Nói chung là mình sắm đồ xong mình sẽ đi học liền luôn đó. Mình đã thấy thầy hiệu phó hay hiệu trưởng gì bên kia rồi, nên thôi mình đi mua đồ đó. Bây giờ bà V sẽ ứng vô cái màu ứng vô gì ta. Bây giờ bà V sẽ ứng vô cái điện thoại màu xanh nè. Mình vô điện thoại rồi mình sẽ vô cái cửa hàng phục trang đó để mình kiếm đồ. Bữa giờ là bà V nhắm một cái bộ cực kỳ cute, đó là cái mình con gấu xanh đó mọi người. Trời ơi, tôi thích màu xanh dương cực kỳ luôn. Bởi vậy bà V nhắm nhía bữa giờ là được cái món đồ màu xanh. Bây giờ đầu tiên bà V sẽ vô trong cái phần quần áo trước. Đó, vô trong cái phần quần áo nè. Rồi mình chọn một cái bộ đồ màu xanh đó. Đây bà V kiếm cái bộ đồ đó. Đâu rồi, đâu rồi? Ở đây, ủa đâu vậy? Trời ơi đừng nói mất có rồi mọi người ơi. Đó, đây mọi người thấy bà V mặc cái bộ đồ con gấu cute không? Trời đất ơi, quá là cute cành me luôn. Ủa cái bộ đồ này là chỉ giá là 36 kim cương. Hiện tại bà V có 222 kim cương thì mình vẫn mua được á. Tiếp theo mình sẽ phối tiếp theo đó. Mình phối tới bây giờ cái tóc bà V đi. Cái tóc thì bà V chưa biết là xài tóc nào. Nhưng mà hôm bữa bà V có thấy một cái kiểu tóc bà V cũng hay xài, đó là thắt bính hai bên đó mọi người. Nên bây giờ mình sẽ thắt bính cho giống bà V he đó. Đây bây giờ bà V sẽ kiếm. Đây có rất là nhiều tóc luôn, có tóc màu xanh dương. Trời ơi, nhìn cái bộ tóc màu này nó hơi chá mặt quá. Mình kiếm cái tóc nào mà cho nó nhẹ nhẹ. Cái này cũng màu xanh dương nhưng mà búi hai cục. Bà V ít búi hai cục lắm, bà V cũng hay thắt bính á, nên bà V sẽ quyết định chọn cái tóc thắt bính. Tại cái tóc thắt bính á là nó cũng dài dài giống tóc bà V luôn, mà sao nãy giờ không thấy đâu trời. 6 hours later. Rồi nha mọi người ơi, đó cái phần mà yêu thích đó là cái mái tóc này là trị giá là 18 kim cương. Mọi người biết sao bà V thích không? Tại vì hả hai cái cộng thun của nó có màu xanh dương luôn. Quá xịn sò. Tiếp theo bà V sẽ tới cái tai đi. Cái tai bà V bữa bà V nhắm là nhắm được cái nón. Ví dụ đeo tai thỏ lên nhìn nó chưa có cute lắm, nên mình đeo tai thỏ màu hồng thấy nó cũng không có cute lắm luôn. Bà V thích là thích cái nón này nè mọi người. Thấy cái chỗ yêu thích không? Đó, dễ thương chưa? Ui, một cái nón gọi là nón vé số mọi người, bà V cũng hay xài luôn. Có thêm cầu vồng nữa. Khá là cute rồi đó, nhưng mà mình còn thiếu. Cái bảng mặt mình chưa make up sương mọi người. Để mặt mọc như vậy sẽ xấu lắm, bởi vậy mình sẽ vô cái phần mặt để mình make up sương. Bà V nhắm là bà V nhắm một cái mặt cực kỳ cute luôn, một cái biểu cảm đó. Đây, ví dụ như cái biểu cảm này đây, đã bên đây nè. Đó, mình mua cái biểu cảm 300.000 nè mọi người đó. Có hai cái má hồng cực kỳ cute dễ thương luôn. Rồi, tổng cộng cái set bộ đồ này á là trị giá là về tiền là 4.050.000. Còn có thêm 54 kim cương nữa. Rồi bà V sẽ quyết định mua nguyên cái set này luôn. Mọi người thấy ok like chưa? Ứng mua nha. Trời ơi đau tim quá rồi, trời mất tiền rồi nè. Trang phục mới. Rồi, hơi tốn tiền nhưng mà mình đã đẹp rồi mọi người. Ok la luôn đó, bà V đẹp chưa đẹp chưa? Vừa mới đi ra cái gặp chú cảnh sát rồi. Chú cảnh sát làm gì em vậy? Wow, bây giờ mình đã gặp chú cảnh sát rồi mọi người ơi. Bà V nè, nhảy. Dạ, chú cảnh sát cần gặp con có chuyện gì không ạ? Này công dân kia, xin lỗi nhưng mong bạn hợp tác. Gì vậy? Tự nhiên cái vụ thay đồ ra cái bị bắt là sao ta? Không biết vụ gì luôn. Tôi đang tìm một chú cún con bị lạc trong la gia. Kêu bà V đi tìm cún con. Ok luôn, mình sẽ thay quy một cái bộ đồ mới tanh của mình để đi tìm bé cún thôi mọi người, gì chưa đó. Mình thực hiện nhiệm vụ này thì mình sẽ được bao nhiêu tiền vậy ta? Đâu, hãy tìm nhanh. Khi mà kiếm được cuốn con trong la gia thì bà V sẽ được 100.000. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi kiếm. Mình có thời gian là 5 phút để kiếm nha mọi người đó. Dạ ok luôn. Bây giờ bà V sẽ chạy tới la gia để kiếm cuốn con cho chú cảnh sát. Tại vì chú cảnh sát vừa thấy bà V mới mua đồ mới, cái chú cảnh sát nhờ liền. Lẹ dữ lần chim bé vậy đó. Rồi
bây giờ ở đây là một cái chỗ là chơi game. Còn bên đây kế bên cái chỗ chơi game sẽ là cái laza của mình nha mọi người đó. Và Vê sẽ đi vô trong cái laza này để kiếm bé cuốn màu vàng. Bây giờ mình vô này, trong đây chờ cái gì lát phai đây mon đây xem 50% vậy chứ gì dữ dàng vậy. Trong đây thì mọi người cũng có thể mua đồ trực tiếp trong đây luôn, không có cần vô cửa hàng trang phục. À thì bây giờ bà Vê sẽ đi vòng vòng bà Vê kiếm. À đây là một bé mèo của một bạn tên cánh gà chiên một. Trời tên dễ thương vậy, tên cánh gà chiên. Trời bây giờ mình phải nhìn xung quanh nè mọi người, nhưng mà không thấy bé cuốn đâu hết. Trời ở đây là bà Vê. Trời ơi sao ở đây người ta câu cá nhiều dữ vậy, chắc là tới giờ đó mọi người. Tới giờ ý, ê cái này là bé cuốn đúng không? À không phải, cái này là cuốn của người ta mọi người ơi, chứ không phải cuốn của chú bảo vệ. Ok luôn, bà Vê tiếp tục đi tìm đây. Bây giờ bà Vê sẽ vô trong cái thử vô trong cái store này để mình thử đồ thời trang đó. Trong đây là toàn là đồ mà kiểu là đồ cute hộp mé mọi người. Đây bây giờ xoay qua rồi xem thử cái mắt kính của bà Vê đó. Trời ơi đẹp chưa, đẹp chưa mấy bà ơi, đẹp chưa, trời đất ơi ngầu liền đó. Cái mắt kính này tới 65 đô lần hả? Hay dữ quá, 65 kim cương nhiều quá. Thôi mình đi ra mình kiếm tiếp đi. Nếu mà mình hả trong 5 phút mình không kiếm được bé cuốn là mình sẽ không có được tiền thưởng đâu. Bây giờ bà Vê sẽ đi vòng vòng. Ở dưới đây không có bé cuốn rồi. Quyết tâm mình sẽ đi lên trên hang mái mọi người. Mình lên trên hang mái thì mình kiếm bé cuốn. Rồi lên trên đây là VIP liền, VIP liền. Ủa ai vậy? Đây là một bé gì tên Cute. Trời cái bạn này dễ thương quá vậy. Không phải bé cuốn luôn. Vậy mình phải đi vòng vòng nữa. Trời ơi đi chơi đi đâu dữ vậy con, làm kiếm một lòi họng luôn con ơi. Hôm bữa nha bà Vê kiếm được bé cuốn cực kỳ dễ dàng luôn. Bé cuốn chỉ chạy vòng vòng ở phía ngoài laza thôi. Hôm nay vô tới trong đây vẫn không thấy bé cuốn mọi người ơi. Không biết là ổng trốn ở đâu nữa. Rồi ở trong cái cửa hàng trang sức này cũng không có bé cuốn luôn. Ố là la, rồi mình lại đi xuống. Mình đi xuống như thế này là nó xuống hơi chậm, bởi vì mình nhảy luôn rồi. mình nhảy xuống luôn rồi. Phải để bà Vê vô cái hồ cá coi có bé cuốn không. Mọi người ơi, cho em hỏi ở đây có cuốn không ạ? À? Ở đây có bé cuốn không ạ? À? Dạ, cho em xin ạ. À. Dạ, dạ, mọi người đừng câu em cho mọi người, dạ. Rồi, ok luôn, rồi không có cuốn, tụi tôi luôn rồi. Ủa gì cuốn ở đâu ta? Cuốn nơi đâu? 3 hours later. Thôi là trời, nãy giờ bà Vê đi vòng vòng không kiếm được bé cuốn luôn mọi người ơi. Không biết là ổng ở đâu nữa, ổng đi lạc vũ thần luôn rồi. Bây giờ còn có 1 giây. Rồi xong tôi luôn, cái nhiệm vụ cuốn con thất bại rồi mọi người ơi. Buồn quá à, thôi bà Vê đi học. Đi học cho bớt buồn. Tại vì chú cảnh sát nhờ mình gấp quá, cái kiểu là mình chưa chuẩn bị tâm lý. Ủa vừa mới bước ra cái tối hù luôn rồi, ngày sao đi học nữa. Hai vậy mình đi câu cá đêm khuya đi mọi người. Trời ơi hôm bữa giờ bà Vê quên khoe với mọi người, bà Vê câu được rất là nhiều cá xịn sò luôn. Bây giờ bà Vê sẽ cho mọi người xem thử nha. Đây trong cái bàn lượt tôi có rất là nhiều cá xịn sò, ví dụ như cá thiên thần pháp đây. Trời ơi cô té chưa đó, cá thiên thần pháp nè mọi người thấy chưa. Còn đây là cá bự là bự, bà Vê mới câu được hôm bữa là cá nhám búa. Trời đất ơi nó bự chưa, bự hơn cái bản mặt bà Vê luôn đó mọi người đó. Quá trời bự luôn, thấy ghê không. Hôm bữa là bà Vê câu được cá này ở ngoài bờ biển, bà Vê bơi xa ra ngoài cái con tàu, xong rồi mình leo lên cái đầu tàu mình câu đó mọi người. Ngoài cá này bà Vê còn có thêm cá heo nữa. Yeah. Đó, cá heo bà Vê có là dài 227 cm. Đây trời đó bự chưa, cá heo cu teo quá à. Bà Vê sẽ ráng câu được cá heo màu hồng rất là dễ thương luôn. Nhưng mà hiện tại là nhà bà Vê chưa có chứa được cá khổng lồ như thế này, tại vì bà Vê chưa mua được cái hồ cá khổng lồ mọi người. Nên khi nào mình để đủ dành tiền á, mình mua được cái hồ cá khổng lồ, mình sẽ bỏ bé cá heo với lại bé cá nhám búa vô cho mọi người xem ha. Bây giờ mình sẽ đi. Ủa hello con, trời đất ơi cháu bà Vê mới vô game chơi bà Vê nè mọi người đó. Cháu bà Vê tên là Ngân nha, nhưng mà ở đây là hai mở hai con đã mở đang quay clip cho mấy bạn xem đó. Bây giờ mình sẽ ghi mở đang quay nè, đang quay clip cho mấy bạn xem đó. Rồi ok đi câu. À hít cá heo ở đâu vậy mở? Mới câu được hôm qua đó cô ta chưa, mới câu được hôm qua nè đó. Trời ơi trong đây nói chuyện game dễ thương lắm mọi người. Rồi bây giờ bà Vê sẽ quất cái cần câu. Đi câu thôi con ơi, đi câu con ơi. Đó, bây giờ bà Vê sẽ cùng với cháu bà Vê đi câu ở biển nha mọi người. Nhưng mà biển mình câu đêm luôn. Trời ơi, mình câu đêm là có nhiều cá lạ lùng chim én lắm. Bây giờ mình vô thử nha. Đây, bây giờ bà Vê sẽ chạy ra. Trời ơi, hôm nay mình có nguyên bộ đồ mới. Mình cảm thấy thật là hãnh diện khi đi câu đó mọi người. Sẵn mình đi ra ngoài bờ biển, mình khoe với mọi người là mình có đồ mới xong rồi đó. Quá xịn xò luôn. Bà Vê sẽ bơi ra ngoài biển sâu. Đó, trời đất ơi
nguyên cái bộ đồ màu xanh dương của tôi. Lúc mà tôi nhảy xuống biển không thấy tôi đâu luôn, tại nó xanh lè với mọi người. Trời đất ơi nè trời. Rồi bây giờ mình nhảy lên nè. Đó trời, nhảy cái hú hồn chim én, nhảy lên cái là nó bay lên tới đây luôn mọi người. Ủa cháo tôi đâu rồi? Cháo tôi mất tiêu rồi. Rồi cháo tôi đang bơi qua, mọi người thấy không? Thấy đằng xa xa, cháo tôi đằng xa xa đang bơi qua. Thôi bây giờ mình câu trước đi. Mình câu trước coi mình câu được cái gì. Đó đây bà ba đang câu nghe. À bây giờ mình sẽ đợi, mình đợi mình câu đó. Quá xịt xò. Bây giờ mọi người nha, cái bí kíp là về câu cá trong đây á, là khi mà thấy cái bóng cá ở dưới nó nhỏ thì mình không có nên câu. Ví dụ như cái bóng này nó khá nhỏ mình khỏi câu. Đó, mình kiếm cái cá nào mà bóng lớn lớn á, mình sẽ câu được những con cá hiếm hơn đó mọi người. Với lại hình như là cái game này á, là khi mà muốn câu cá hiếm thì phải canh giờ. Để bà V sẽ tìm hiểu rồi bà V sẽ nói giờ câu cho mọi người xem hiếm. Yeah. Trời ơi, cô te vợ cháu tôi chè cháu tôi có cái nón cúp bò với tôi luôn, có nguyên bộ đồ cúp bò với tôi luôn, dễ thương quá trời luôn trời. Đó, bây giờ lâu lâu mình sẽ ha ha một cái đó. Hello con, câu đi con. Hồi nãy giờ bà V bị hụt hai con cá, tại vì hai con cá kia khá là nhỏ. Để bà V câu thử con cá cho mọi người xem nó cá này là cái gì nha. Vô nè. Bắt đầu đó mọi người, đó bắt đầu rồi đó. Đó, đó, cá đang nhấp mình đó nha. Đó, mình bấm giữ hồn chim mẹ. Mình coi mình câu cá đàn trân. Trời đất ơi, con cá này nhìn giống con cá chui kiến ở nhà tôi ghê. Nhưng mà ở trong trọng là cá đàn trân nha mọi người. Trời ơi, mình đạt được kỷ lục mới luôn. Là cá đàn trân này bự tới 95cm luôn, gần tới 100cm. Quá là xịn sò. Trời ơi, tiếp tục thôi, tiếp tục coi mình câu được cái gì nha. Trời ơi, mỗi lần mà bà V hả thấy cái bóng cá mà bự là bự, bà V biết là sắp câu được cá khổng lồ, là bị rung mọi người. Kiểu bị rung, không biết có ai bị rung giống tôi không. Rung cái lâu lâu cái bị trượt mất câu. Trời đất ơi, 6 lần không câu được cá bự cũng lý do đó. Tại vì rung quá mọi người, bị xua đó. Xua mà nó hồi hộp á mọi người. Trời đất ơi, không để ý, hú hồn chị mẹ luôn. Ủa, thêm con cá bàn chân nữa. Ủa cái gì vậy, đừng có nói cái dùng biển này. Hôm nay thả cá bàn chân nha trời, sao không thấy gì hết trơn đó nghe. Rồi, câu tiếp mọi người ơi. Đó, đi cô tiêu quá trời quá đất. Ha ha, tiếp đó, hi hi. A hi hi ha ha. Trong đây mọi người có thể chat nói chuyện với nhau nè. Rồi mình đi câu cá mình kiếm tiền nè. Ôi con cá này bự nè. Tập trung. Trời đất ơi, cái bóng cá này là cũng bự đó nghe. Bóng cá này cũng ok đó. Ê, chơi bo đi em đùa vậy kì. Cái quân mọi người. Trời ơi, hôm bữa bà V coi trên TikTok đó. Trời ơi, cá ở trong Lay Together và cá ngoài đời thật sẽ như thế nào. Thì cá quân nó khá là khổng lồ luôn. Nó bự mà nó đen hùi lùi thấy ghê nha. Thôi kệ đi, mình câu tiếp. Ui, tiếp theo vẫn là một con cá bự mọi người ơi. Bây giờ nó đang nhấp câu bà V đó. Bây giờ bà V đợi nó cắn câu một cái là bà V quất lên liền. Để cho mọi người xem cá nào nha. Nó nhấp dữ vậy trời. Nó nhấp dữ thần chim én luôn đó nghe. Đó, kéo lên em ơi. Quá, mình được một con cá bò cà vương miệng đó. Những con cá mà có vương miệng á là xịn sò nha mọi người. Với lại mình sẽ bán được nhiều tiền hơn nữa. Quá xịn luôn. Ui, quá xịn. Câu cá đêm khuya như vậy à, cũng thú vị đó nha. À, mà công nhận cháu bà V với bà V nhìn giống nhau ghê, như hai chim sinh đôi vậy đó. Quá đẹp. Cho trong đây mọi người có thể kết bạn với nhau nè. Hoặc là mọi người có thể kết bạn với bà V nữa để mình cùng chơi chung với nhau đó. Tí xíu nữa dẫn mọi người về nhà bà V tí xíu. Trời ơi, cho mọi người khoe, mọi người làm mon với lại na bà V mới vừa tậu được. Rồi bây giờ bà cá này bà nhắc tôi nữa, vậy. Đó, kéo lên, hồi vô em ơi. Trời ơi, lại thêm một bé cá dương miệng nữa, quá xịn sò luôn. Cá diệt dương miệng nha mọi người. Trời ơi, nó vàng banh như thế này sao không thích được. Quá xịn, vô. Ok, bây giờ bà V sẽ dẫn mọi người về nhà bà V. Còn cháu bà V thì cứ ở đây câu đi, tí xíu mình quay lại. Đó, bây giờ mình sẽ ứng cho cái điện thoại mình vào nhà nè. Đó, bây giờ mình sẽ vào nhà mình bay nè. Trời ơi, bay, mình dịch bay vậy mọi người. Đó, nhà bà V là hình con gà nha. Bà V vẫn đang để dành tiền để mua được một căn nhà siêu xịn sò cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ vô trong nhà bà V coi hôm nay nhà tôi đã thay đổi gì nè. Đó, wow, hello mọi người, lại là V đây. Đó, thấy ghê không? Thấy, nhà tôi vẫn sạch. Trời ơi, công nhận tôi mặc nguyên cái bộ đồ gấu xanh, tôi bước vô cái căn nhà tôi không thấy tôi đâu luôn, tại kiểu bị xanh quá đó mọi người. Trời ơi, đúng là một cô bé đam mê xanh dương đây, khoe với mọi người đây. Đây là một cái hồ cá nha, mà bà V để cua hoàng đế ở trỏng. Mà cua hoàng đế này đặc biệt hơn hôm bữa là có vương miệng luôn. Trời ơi, bà V câu được đó nha, quá xịn. Còn đây là một chú cá thủy tinh dài gần 100m mọi người. Rồi, còn bên đây là một bé cá ngừ bà V vừa mới câu được hôm qua luôn, bự là bự luôn đó. Còn bên đây là cái gì đây? Đó, bà V vừa mới nuôi hai bé. Đó là mo
Mon và sữa với Na thì mốt Mon và sữa với Na sẽ nở ra thành vật nuôi của bà V đó. Hồi nãy là bà V đã cho bé bú sữa nè, rồi cho bé ăn bánh nè, rất là ok luôn. Cái gì á? Wow! Vừa mới ứng vừa Mon. Cái Mon biến thành con mèo mướp cá thu luôn rồi. Ủa? Ủa tôi nhớ Mon. Mon là con cún và sữa mà giờ trong đây trong game thành con mèo mướp cá thu luôn rồi, mọi người ơi. Thôi kệ cũng cô te. Ồ, dễ thương quá à. Còn Na đang ngủ nha, Na đang ngủ nè. Rồi, ok luôn. Vậy là giờ Mon đã biến thành con mèo rồi mọi người. Mọi người cứ gọi là Mon mèo nha mọi người, ok. Hai, bây giờ mình đi ngủ đi để mình chờ một cái game tiếp theo. Mình sẽ chờ tiếp cho mọi người và làm nhiệm vụ tiếp theo cho mọi người xem. Và bây giờ thì bà V bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người cái game tiếp theo. Let's go together. Yeah.